Xin chào các bạn, hôm nay Trung tâm Đào tạo Tự động hóa IATC sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng thư viện hệ thống của phần mềm GT Designer 3 trong việc thiết kế giao diện màn hình HMI. Thì trước tiên là để mở được cái thư viện hệ thống thì mình sẽ vào cái thanh menu là Object, chọn Select Library và chọn Library List. Khi mà chọn cái Library List thì nó sẽ hiển thị ra cái danh sách cái thư viện mình có thể sử dụng. Trong này mình đang có là Recent Library, tức là các cái thư viện được sử dụng gần đây. Đấy, hay là My Favorite là các cái đối tượng nằm trong cái thư viện ưa thích mà mình hay dùng chẳng hạn. My Library là cái thư viện của người sử dụng này. Và cái quan trọng nhất ở đây mình muốn nhắc đến là cái mục System Library, chính là thư viện của hệ thống, thư viện của phần mềm. Ở trong mục System Library này mình sẽ có hai cái thư mục con. Thì bản thân giải thích về hai thư mục con này đó là các cái đối tượng nằm trong thư viện nó sẽ được chia theo hai cách. Cách thứ nhất là chia theo chủ đề, subject là chủ đề. Và cách thứ hai là nó chia theo function, tức là chia theo chức năng. Thì khi mà mình sử dụng hai cái thư mục là search by function hay là search by subject này này, thì mình cần biết là tất cả các đối tượng ở trong hai thư mục này là nó giống nhau, không khác gì nhau cả. Chỉ có điều là nó phân loại khác nhau thôi. Thì mình bản thân mình thì mình hay dùng cái search by function, thì khi mà các đối tượng nó chia theo chức năng thì mình tìm nó cảm giác nó sẽ dễ hơn. Đấy, thì ví dụ đây mình mở cái thư mục này ra. Trong này nó sẽ có rất nhiều các cái thư mục con thể hiện chức năng của các đối tượng này, ví dụ như các đối tượng đèn, các đối tượng nút bấm này, hay là đồng hồ, hay là instrument là các cái đối tượng ở trong hệ thống điều khiển. Cái này mình rất hay dùng này. Instrument cũng có các cái biểu tượng bơm hay là van hay là động cơ gì đó, rất hay dùng. Đấy. Thì để cách sử dụng các đối tượng ở trong thư viện thì mình sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là sử dụng trực tiếp. Ví dụ mình muốn sử dụng một cái nút bấm chẳng hạn, một cái đèn chẳng hạn, kích đúp vào cái thư mục con này. Thì trong này nó có rất nhiều cái đèn đúng không? Mình có thể lôi nó ra. Đấy, bản thân nó chính là một cái đèn bit lamp luôn. Mình có thể sử dụng trực tiếp. Cách thứ hai, khi mình muốn sử dụng gián tiếp. Sử dụng trực tiếp thì thường mình chỉ dùng với các cái đối tượng có thể thao tác được, ví dụ như đèn hay là nút bấm hay là các cái ô nhập số gì đó thì mình hay dùng trực tiếp. Nhưng cách thứ hai là sử dụng gián tiếp đối với các đối tượng có dạng là hình ảnh thì mình hay dùng như này, đó là mình có ví dụ mình có đèn đi, vẽ một cái đèn ra này, sau đó mình muốn là cái đèn này nó sẽ thay đổi trạng thái theo một cái bit ở bên trong PLC, và cái trạng thái hiển thị của nó không phải đơn thuần là chỉ một cái đèn, mình muốn hiển thị ra một cái động cơ chẳng hạn. Và cái động cơ này nó sẽ đổi màu theo trạng thái của cái bit nằm trong PLC. Ý tưởng là như thế. Thì để thực hiện như vậy mình sẽ làm như này. Đó là kích đúp và để cấu hình cho cái đèn này. Gắn nó với một cái bit gì đó. Ví dụ bit M0 ở trong PLC. Khi bit này nó bật tắt thì trạng thái của cái đèn này sẽ thay đổi đúng không? Và cái trạng thái bật tắt của cái đèn này mình sẽ gắn nó với cái hình ảnh. Bằng cách là ấn Shape này. Ở trong cái cửa sổ trỏ xuống này thì mình sẽ tìm đến mục là Instrument. Cũng gần đây thôi. Đây, Instrument, và mình sẽ vào mục Instrument Path. Đấy, trong này thì sẽ có biểu tượng của các cái động cơ, các bơm, hay bên dưới này mình có các cái van chẳng hạn. Đấy, thì ở đây mình đang muốn thể hiện trạng thái của biến M0 là trạng thái làm việc của một cái động cơ. Thì khi mà động cơ dừng, thì biến M0 có mức 1, à mức 0 ấy, mức logic 0 tương ứng với lại trạng thái off này này. Thì mình sẽ gắn nó với một cái động cơ có màu đỏ, tức là đang dừng nhá. Hay còn khi chạy thì mình gắn nó với động cơ có màu xanh chẳng hạn. Gắn OK. Đấy, như vậy là một cái đèn báo đã được thay đổi hình ảnh giống như là một cái động cơ để nó thể hiện trạng thái của cái động cơ này trên màn hình giao diện. Đấy, thì đấy là cách sử dụng các đối tượng ở trong thư viện. Và cái thứ hai mà mình muốn trình bày hôm nay đó là cách mình thêm các đối tượng mà người sử dụng tự vẽ bằng các cái đối tượng đồ họa cơ bản này chẳng hạn, hoặc là các cái hình ảnh mình hay sử dụng đưa nó vào thư viện để có thể sử dụng tiếp sau này. Đấy, thì mình sẽ làm như thế nào? Ví dụ đây mình sẽ vẽ một cái đối tượng là một cái hình mũi tên bằng một hình chữ nhật này. Sau đó là vẽ một cái hình tam giác. Cái hình tam giác này nó hơi bị méo rồi, mình vẽ lại. Đấy, ok. Sau đó mình sẽ đưa cái hình tam giác này ghép vào đây. Để tạo thành một cái mũi tên đúng không? Cái mũi tên này mình muốn đưa nó vào thư viện thì làm như thế nào? Trước hết là mình phải gộp hai đối tượng là hình chữ nhật và hình tam giác này vào là một đối tượng bằng cách là bôi kéo con chuột để bôi chùm hai đối tượng này vào để lựa chọn cả hai. Sau đó chuột phải chọn group để nhóm hai đối tượng này thành một nhóm. Sau khi hai đối tượng đã thành một nhóm rồi thì mình có thể ấn chuột phải tiếp và chọn register to path hoặc là register to my favorite để đưa đối tượng này vào thư viện, làm cách nào cũng được. Ví dụ mình chọn register to path này.
đặt tên cho nó là mũi tên. Ok. Hoặc là mình thêm luôn nó vào my favorite này, đặt tên cho nó. Nó là mũi tên 1 chẳng hạn. Ok. Sau khi thêm vào thư viện rồi thì mình sẽ có thể tìm nó ở đâu. Sử dụng trực tiếp từ my favorite trong cái danh mục thư viện này. Đây nó xuất hiện cái mũi tên 1 đây rồi. Có thể sử dụng nó luôn. Đấy, hoặc là sử dụng một cách gián tiếp. Ở đây ví dụ mình thay cái đèn báo này, mình muốn không nó không hiển thị ở dạng cái bơm nữa mà mình hiển thị nó ở dạng cái mũi tên mình vừa vẽ chẳng hạn. Thì mình có thể lựa chọn ở đây. My favorite đây, xuất hiện đây rồi. Hoặc là tích vào path này thì nó sẽ xuất hiện cái path mà mình vừa thêm vào. Register to path đúng không? Đấy, ok. Đấy. Thì mình có thể sử dụng được các đối tượng trong thư viện một cách gián tiếp, một cách trực tiếp. Và mình cũng có thể thêm các đối tượng mình tự vẽ vào trong thư viện. Đấy là những nội dung chính mà mình muốn trình bày trong cái clip này. Đấy, chúc các bạn thành công. Mình xin tạm dừng cái clip này ở đây.